Hello, xin chào thầy các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ rẻ. Và hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2021 các bạn nhá. Và bây giờ thì cũng là 10 giờ tối, hơn 10 giờ tối một chút rồi. Buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để in mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình cũng có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Để đi vào không mất thời gian các bạn thì mình sẽ vào đi luôn vào video giới thiệu điện thoại các bạn nhé. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được là hai con A5 2017. Đấy, hai con Samsung A5 2017. Thì là hai con này đều là bản sách tay Hàn Quốc, một sim một sóng các bạn nhé. A5 2017 này thì được cái là màn hình của nó là AMOLED, cho hiển thị hình ảnh cực kỳ là đẹp này, cực kỳ và sáng nét và tuyệt vời các bạn nhé. Màn hình của nó là màn hình Full HD cộng, màn hình AMOLED Full HD cộng các bạn nhé. Đấy, cho hiển thị hình ảnh là camera trước sau rất là đẹp. Tại vì được cái là màn hình của nó là màn hình AMOLED mà, cho hiển thị hình ảnh cực kỳ là đẹp các bạn nhé, rất là trong trẻo các bạn nhé. Thì là cấu hình con A5 2017 này, con này là phiên bản của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Con này là phiên bản của nó là RAM 3GB này, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy, con này thì nó sẽ cổng hỗ trợ cổng tạc Type-C này, và đây là chắc nghe nhạc là 3.5 các bạn nhé. Có cả vân tay nhé, con này thì có cả cái nút vân tay này, các bạn dùng vân tay rất là tiện lợi luôn. Đấy, Samsung A5 2017 thì hôm nay nhà mình về được hai con, máy thì là đẹp leng keng xà beng luôn các bạn nhé. Đấy, bọn này thì là màn hình AMOLED Full HD cộng Full HD cộng này. Đây, màn hình con này, hai con này thì là màn hình bên mình, mai hai con này thì bên mình màn hình đẹp keng, không ám ố hay không lưu ảnh gì các bạn nhé. Và sản phẩm Samsung A5 2017 đẹp keng này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.700.000 nhé. Đấy, chỉ với giá là 1.700.000 thôi, các bạn đã xíu sản phẩm Samsung A5 2017 bản Hàn, một sim một sóng. Nói chung là bản Hàn các bạn dùng rất ok, ít lỗi vặt và nói chung là dùng cực kỳ là sướng các bạn nhé. Và hình thức mua hàng bên mình rất hình thức, thì các bạn nào tin tưởng bên mình, mua hàng bên mình nhiều rồi, các bạn chuyển khoản trước thì mình sẽ fly ship cho bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình, các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán thì các bạn phải cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm. Và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗ đổi một tuần và bòi 6 tháng. Bên mình thì có ship cô mọi miền Tổ quốc nên các bạn yên tâm để nhận hàng, thanh toán các bạn nhá. A5 2017 1.700.000 cho các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, là con Samsung A50 nha các bạn nhé. Đấy, buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được con này, con Samsung A50. A50 thì con này thì ngoại hình thì máy còn 90% các bạn nhé. Đấy, A50 thì là ngoại hình thì là máy còn 90%. A50 cái nó là 3 camera, một đèn flash, mở khóa thì có vân tay này, khuôn mặt này, các kiểu ABC, rất nhiều tính năng mở khóa. Đấy, A50 con này thì là màn hình, cũng là màn hình của nó là gì nhỉ? Pin con này là pin hơn 4000 các bạn nhé. Màn hình con này thì là màn hình của nó là tràn viền, giọt nước 6 inch, hơn 6 inch, rất là to. Màn hình con này là màn hình AMOLED, cho hiển thị hình ảnh là Full HD cộng các bạn nhé. Con Samsung A50 này máy nói chung là khá là đẹp này. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.800.000 nhé. Chỉ với giá là 2.800.000 thôi, các bạn là sở hữu sản phẩm Samsung A50 phiên bản màu xanh rất là đẹp đấy các bạn nhé. Đấy, cổng sạc cũng là cổng sạc Type-C và đây là lỗ jack tai nghe 3.5 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A50 này, các bạn nhà hàng được sớm nhất nhá các bạn nhé. Đấy, giá chỉ với giá là 2.800.000 cho bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, là con gì nhỉ? Samsung Note 10 Lite thì hôm nay thì bên em lại về được con này các bạn nhé. Samsung Note 10 Lite thì là con mình sẽ giới thiệu sơ qua qua cho các bạn. Con Note 10 Lite này thì con này là phiên bản công ty. Đấy, công ty, hai sim hai sóng. Con Note 10 Lite này thì là cấu hình của nó là gì nhỉ? Đấy, mình xem cho các bạn nhé. Cấu hình con này là RAM, con này là RAM 8GB này. Đấy, con này là phiên bản là RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Đấy, RAM 8GB nhá, bộ nhớ trong là 128GB. Con này là bản công ty, hai sim hai sóng. Màn hình con này thì màn hình đẹp keng, không ám ố hay không lưu ảnh gì các bạn nhé. Ngoại hình thì là máy con này còn máy còn 90 trên 90%. Mặt sau thì nó được kế thiết kế camera rất là đẹp luôn, 1, 2, 3 camera, một đèn flash, mở khóa thì có rất nhiều tính năng. Mở khóa khuôn mặt này, đây mình sẽ mở khóa cho nó các bạn mình nhé. Khuôn mặt và vân tay rất là tiện lợi, các bạn đi dùng vân tay cũng được. Nếu mà các bạn đeo khẩu trang các bạn dùng vân tay.
mà các bạn mà đeo không đeo khẩu trang, các bạn dùng khuôn mặt đấy, khuôn mặt này, tính năng khuôn mặt thì các bạn mà xài tại app ngân hàng ấy, các bạn mở khóa khuôn mặt và vân tay này rất là tiện lợi các bạn nhé. Có hai tính năng này nó hơn iPhone ở cái chỗ tính năng mà có cả vân tay và khuôn mặt. Đây iPhone 12 mình đang dùng đây thì nó chỉ có tính năng gọi là khuôn mặt thôi. Ví dụ mình đeo khẩu trang và rất là bất tiện luôn, mình vẫn thích cái ở Samsung này. Bởi vì tại sao? Tại vì ở cái Samsung này mình vẫn thích ở cái thiết kế của nó là nó hai tính năng khuôn mặt và vân tay. Nhưng con iPhone 12 mình đang dùng đây thực ra nó có khuôn mặt thôi, nhưng mà nhiều khi mình đeo khẩu trang, mình làm đeo khẩu trang vào ấy, nó rất là bất tiện, phải kéo khẩu trang xuống. Nhưng bọn này chạm vân tay và nó sẽ mở. Đấy, Samsung Note 10 Lite rất thích ở chỗ đấy. Con Samsung Note 10 Lite này thì là đây, ngoại hình thì là máy đây, cổng sạc Type C này, gì nhờ, có lỗ 3.5 này, bút Eiffel các bạn nhá. Đây là có một cả bút Eiffel đấy các bạn nhá. Đấy. Con Note 10 Lite này thì là gì nhờ, đây máy thì cũng đẹp leng keng xà beng luôn. Đấy. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 5.800.000 nhé. Con Samsung Note 10 Lite này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 5.800.000. Đây, máy màu bạc rất là đẹp nhé. Đây. Nói chung là màu bạc bạc mà rất là nhiều tia màu này, rất là đẹp này. Đấy. Con này thì là bản công ty, hai SIM hai sóng luôn cho các bạn nhá. RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Bên mình chỉ thanh lý bạn giá là 5.800.000 thôi. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 10 Lite này các bạn nhá, hàng thì sớm nhất nhá. Đấy, 5.800.000 cho bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về cái con Oppo, con này là A33. Oppo A33 này thì là con này thì là 500.000 các bạn nhé. Con Oppo A33 này, con này là 500.000. Đấy, con này thì mình sẽ giới thiệu qua thôi. Đây, ngoại hình cũng rất còn khá là ok luôn. Tặng kèm các bạn một cái ốp dẻo cao su luôn nhá. Hôm nay mình vừa mua lại một em học sinh xong, lên đời đổi máy. Đây ạ. Đấy, nói chung là các bạn xài các tác vụ bình thường rất là ok. Đấy, con gì nhỉ, Oppo A3 này là 5 lít cho các bạn nhé. Đây ạ, và hôm nay thì nhà mình đã về con này, con Samsung S8. S8 này thì là giá rẻ thôi, S8 màn hình ám nhé các bạn nhé. Đấy, con này thì là bản công ty này. À đây, con này là bản Hàn này. Con S8 này nhà mình bản Hàn này, 2 SIM 2 sóng. Màn hình thì là hơi ám nhé, màn hình con này là màn hình ám. Màn hình của nó là hơi ám này. Con này thì mình sẽ thanh lý các bạn với giá cực kỳ là rẻ, 2.200.000. Đấy. Con Note con S8 màn hình ám này. Con này thì là 2.200.000. Thì con này là phiên bản của nó là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng, cấu hình con này là RAM 4GB. Con này là phiên bản của nó là RAM 4GB các bạn nhé. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này thì mình vừa reset xong, mình chưa chuyển sang tiếng Việt. RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Con này là màn ám. Ám cũng nói chung cũng vừa thôi. Mình sẽ thanh lý các bạn với giá cực kỳ là rẻ, 2.200.000. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 này các bạn hàng được sớm nhất nhá, 2.200.000 cho các bạn nhá. Đấy ạ, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, con A7 2018. A7 2018 thì con này là bản công ty này. Đấy. Con này là bản công ty này. Đấy. 2 SIM 2 sóng, cấu hình con này là RAM, con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Màn hình con này là màn hình AMOLED cho hiển thị hình ảnh là Full HD cộng các bạn nhá. Con A7 2018 thiết kế là 3 camera và một đèn flash. Đây, mở khóa thì có vân tay và khuôn mặt các bạn nhé. Con A7 2018 này thì là bản công ty, màn hình đẹp keng, không ám ố này. Thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.200.000. Ngoại hình cũng khá là ok các bạn nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A7 2018 bản công ty, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB này, các bạn nhà hàng mình sớm nhất. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.200.000 cho bạn nhé. Đấy, giá cực kỳ là rẻ, giá lợn chết cho bạn luôn các bạn nhá. 2.200.000 nhá. Nó là rẻ thôi. Hôm nay thì nhà mình có mấy mẫu giá rẻ này. Đây. Con này là con Mi này, hôm nay nhà mình được về được con Mi gì đây mà 1 2 3 camera. Hôm nay nhà mình được về được con Mi này là Mi gì đây các bạn, mình sẽ xem các bạn Mi gì, màn hình rất là to nhá. Con này là Mi Redmi 9C. Redmi 9C thì là phiên bản con này là phiên bản của nó là mình sẽ xem phiên bản là đây. Phiên bản của nó là RAM của nó là, con này là phiên bản 64GB nhá. Đấy, con này là phiên bản 64GB, mình sẽ xem RAM của bọn nó bao nhiêu, tất cả thông số đây. RAM 3, con này là phiên bản của nó là RAM 3GB này. Bộ nhớ trong con này được cái là 64GB. Đấy, các bạn lưu trữ thì không bao giờ lo đầy. Con Redmi 9C này thì là màn hình của nó là tràn viền 6,5 inch. Pin con này cực kỳ là trâu bò nhá. Đây, ngoại hình thì là máy còn độ mặt lưng thì hơi phẩy theo thời gian thôi. Đấy. Mình sẽ xem con này là pin nó mấy nghìn nhé các bạn nhé.
Redmi 9C. Mình lâu lắm mình không nhớ. Pin con này 5000 các bạn nhá. Con pin con này là pin 5000 các bạn nhá. Con Redmi 9C này pin nó 5000. Đấy, RAM 4GB, à RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Pin con này là pin 5000 các bạn nhá. Đấy. Con này thì là ngoại hình cũng rất là ok luôn, được cái là màn hình của nó là 6,5 inch. Các bạn mua con này các bạn dùng cực kỳ là sướng luôn. À, con này thì mình sẽ thanh lý cho các bạn với giá là gì nhỉ? 2 triệu đồng nhá. Đấy, con này hôm nay vừa mới nhập xong. Đấy. Con này được cái là phiên bản của nó là 64GB, màn hình là 6,5 inch, pin con này là pin 5000. Con này thì mình sẽ thanh lý các bạn với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm của Redmi D9C này các bạn nhà hàng mình sớm nhất nhá, 2 triệu cho bạn nhé. Đấy, và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ báo ra trực tiếp, thì các bạn ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình đặt hàng. Nếu mà tin nhắn mà qua Zalo hoặc là tin nhắn bình thường các bạn mình không trả lời kịp thì là mong các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số tài mình đặt hàng. Và tất cả sản phẩm này bên mình thì giờ là việc mới là tối 7 giờ sáng và đến là 10 giờ tối các bạn nhé. Mong các bạn mình gọi cho mình muộn quá, cứ muộn sớm quá các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại có con này giá rẻ này. À, có con này là con giá rẻ này. Con này là Redmi Note 5. Đấy, Redmi Note 5. Con này là phiên bản của nó là RAM 3GB này. Bộ nhớ trong con này là 32GB luôn. À, màn hình con này thì là khách dùng kiểu hơi lâu theo thời gian đấy. Thì là màn hình của nó hơi bị ám vàng nhẹ nhẹ đấy các bạn nhé. Đấy, tí chỗ này thôi. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.300.000. Đấy. 1.300.000 cho bạn nhá. Đấy, con này thì là máy zin nguyên bản luôn. Redmi Note 5 này, vỏ hơi cũ theo thời gian các bạn nhá. Màn hình thì là hơi ám cho đây tí thôi. Chứ mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.300.000. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB, được cái là bọn Xiaomi này các bạn cũng rất là trâu bò. Và dùng cũng nhanh, rất là nhanh, là mượt các bạn nhá. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.300.000 các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Redmi Note 5 này các bạn nhà mình được sớm nhất các bạn nhá. Note 9 thì hôm nay nhà mình về được con này, con này. Đây ạ. Note 9 hôm nay nhà mình về được một cây này các bạn nhá. Con kia thì để mai mình bán đi. Con Note 9 này thì hôm nay nhà mình về được một cây này. Đây ạ. Note 9 hôm nay nhà mình về được một cây, con này là bản Hàn này. Đấy, Note 9 hôm nay nhìn về một cây, con này là bản Hàn này, hai sim hai sóng này. Cấu hình con này là phiên bản của nó là RAM, con này là RAM gì nhỉ? RAM con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB các bạn nhé. Đấy, con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB này. Con Note 9 này thì ngoại hình thì là máy con này có độ 90%, mặt lưng thì có hơi phải theo thời gian thôi. Đấy. Con này thì mình gì nhỉ? Mình con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 4.800.000 nhé. Con Note 9 này thì là máy zin nguyên bản này, thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 4.800.000. Tình trạng con này thì là mặt lưng thì hơi phải theo thời gian nhé, một tí phải chỗ này thôi. Đấy, kiểu khách không dùng ốp phải theo thời gian thôi. Được cái là máy zin nguyên bản. Màn hình con này thì là hơi ám nhẹ một chút nhá. Đấy. Màn hình con này thì là hơi ám nhẹ một chút thôi. Các bạn nhìn kỹ thì mới thấy. Đây. Ám nhẹ một chút thôi, các bạn nhìn kỹ thì mới thấy nhá. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 4.800.000. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 9 4.800.000 này các bạn nhanh hàng mình sớm nhất nhá. Nói chung các bạn dùng của Note 9 thì cực kỳ là sướng luôn. Note 9 thì có hỗ trợ cái bút Eiffel này. Đấy, bút Eiffel này thì là hỗ trợ chụp ảnh, các bạn chỉ bấm bút thôi sẽ là vào chụp ảnh. Đấy. Đấy, quay video thì sẽ quay phim 4K nhá. Quay video 4K các bạn bấm cái là chụp ảnh rất là sướng luôn. Đấy. Quay video thì sẽ các bạn chỉnh vào là 4K luôn này. Đấy. Độ phân giải màn hình đây, 4K luôn. Mà 60 FPS luôn các bạn nhá. Đấy, quay video 4K nó ui quá là mượt luôn. Với bộ nhớ 128GB các bạn thao lưu trữ hay chụp ảnh nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 9 mà phim 4.800.000 này các bạn nhà mình sớm nhất nhá. Màn hình con này án nhẹ thôi, các bạn để ý kỹ mới thấy đây, các bạn soi kỹ không thấy luôn này. Mắt thường ngoài ví dụ mình bán thì các bạn không thể biết được các bạn nhá. Con này thì mình sẽ bán cho các bạn giá là 4.800.000, giá có nhiều lợn chết lợn quay cho các bạn nhá. Đấy. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình đặt hàng. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn là ngày nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương đi chơi kỳ lễ nghỉ vui vẻ. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đang xem video mình một tối ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc. Và xin chào, hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhé.